Con mong sư hỗ trợ con hiểu thực hành hạnh đầu đà như thế nào. Hạnh đầu đà là những phương pháp thực hành nhằm mục đích hướng đến sự ly dục và thực hành một cách rốt ráo. Có 13 phương pháp thực hành hạnh đầu đà. Cụ thể như thế nào đó thì sư có giảng trong Thanh Tịnh Đạo. Bởi vì muốn giảng chi tiết thì nó rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị muốn biết chi tiết thì xem trong Thanh Tịnh Đạo sư có giảng ở trong đó phần giới, cuối phần giới. Thì sư có nói về hạnh đầu đà. Còn nếu quý vị muốn hiểu sơ thì đó có một số phương pháp, ví dụ như ngày ăn một bữa, ngày ngồi một lần ăn, sau khi đứng dậy thì không ăn nữa, hay là chỉ đi khất thực chứ không nhận chai tăng, hay là khi đi khất thực thì đi tuần tự theo từng nhà, hoặc là thực hành hạnh đầu đà là ngăn oai nghi nằm, tức là chỉ có ngồi chứ hoặc đứng hoặc đi chứ không bao giờ nằm, hoặc là thực hành hạnh đầu đà chỉ mặc ba y không có mặc dư. Thì đó là những cái hạnh đầu đà mà sư kể một cách vắn tắt. Còn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nên xem trong Thanh Tịnh Đạo. Còn nếu như á mà ngay cả việc quý vị tìm đọc trong Thanh Tịnh Đạo, trong video hướng dẫn của sư mà quý vị cũng lười, không có thời gian, thì quý vị không thích hợp để thực hành hạnh đầu đà. Bởi vì ngay cả bước đầu tiên là chịu khó tìm kiếm học hỏi cũng không có, thì quý vị không, gọi là không có tư cách để học, để thực hành hạnh đầu đà. Chính vì như thế, muốn biết cụ thể hơn thì phải tìm đọc hoặc là mở video hướng dẫn của sư ra để mà nghe chi tiết.